Xin chào các bạn, mình là Kame Zaman Vochi đây ạ. Phần 4 của tập 39 CKBD Multiverse đã được công chiếu và nó thật sự rất nhiều điều thú vị đã được hé lộ, đặc biệt đó là người xuất hiện cuối tập phim. Nhưng chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm các chi tiết hấp dẫn khác như cuộc chiến giữa người đàn ông số 7 và Lucky Lockman có những gì, những điều bí ẩn nào có trong trận chiến của các đặc vụ, chiếc bút đặc biệt đã nói gì với The Human sát thủ, cuối cùng là sự xuất hiện của nhân vật bí ẩn này. Anh ta là ai? Anh ta đại diện cho phe nào? Liệu một thế lực mới sẽ xâm chiếm vũ trụ này từ đây? Hãy nhớ xem tới cuối để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào nhé! Đừng quên nhấn cho mình một nút like và một nút đăng ký kênh để đẩy nhanh tốc độ ra video tiếp theo, đồng thời có thể xem thêm những phân tích hấp dẫn khác trên kênh của mình nha! Được rồi, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nào! Let's go! Ngay đầu tập phim, chúng ta được tiếp tục ở vùng năng lượng của Titan Clockman, nơi mà người đàn ông số 7 và Lucky Clockman bắt đầu có sự đụng độ đầu tiên. Trong phần trước, họ đối mặt với nhau ở bên trong khu vực hệ thống bom hạt nhân, nhưng có vẻ như Lucky Clockman du hành muốn kéo hắn ta ra khỏi khu vực đó để Clockman báo thức có thể tiếp tục kế hoạch phá bỏ những quả bom đó. Anh ấy đã lôi kéo hắn ra bên ngoài và đối mặt vô cùng tự tin với hắn. Người đàn ông số 7 vẫn luôn với phong thái ung dung của mình tiến tới anh ấy, nhưng hắn đã bị tấn công bất ngờ từ Spider Clock. Cô máy của Lucky Clockman chúng ta đã từng thấy trong tập 15 và cả trong hình rò rỉ trước đó. Đúng như dự đoán, thì nó có thể bắn ra những lưới tơ, đồng thời khả năng kết hợp tấn công của nó cũng khá thông minh. Khi biết rằng khả năng phản ứng của người đàn ông số 7 là rất nhanh, nên nó đã kết hợp cả hai đòn tấn công cùng một lúc, đó là tạo ra dư chấn và sau đó bắn lưới tơ khống chế hắn lại. Sau đó để chắc chắn hơn, nó đã tiếp tục phun rất nhiều lưới tơ lên người hắn ta. Nhưng khi nó đã tưởng mình đã có thể bắt được người đàn ông số 7, thì ngay sau đó hắn đã có thể thoát ra rất dễ dàng. Hắn còn sử dụng tốc độ của mình để tấn công Spider Clock liên hoàn. Cơ thể của nó ngay lập tức đã không thể chống đỡ và bị phá hủy tức thì. Còn người đàn ông số 7 thì quay trở lại như chưa có gì xảy ra cả. Phải công nhận là hắn ta thật sự rất mạnh mẽ, từ độ trâu bò tới sức mạnh lẫn tốc độ, lại còn có thể miễn nhiễm với những tuyệt chiêu của tộc Clockman nữa. Thật khó có thể nào đánh bại hắn một cách đơn giản được. Nhưng Lucky Clockman cũng không thể trốn bước trước hắn. Anh ấy đã nói, cuộc chiến giữa ta và người không thể dừng lại được. Sau đó anh ấy đã sử dụng sức mạnh để hồi sinh lại cỗ máy Spider Clock. Nhưng chúng ta đã không được thấy họ chiến đấu tiếp vì nó đã được thay đổi sang cảnh tiếp theo. Nhưng trong phần Motadom cũng đã viết rằng, Lucky Clockman du hành đang kiềm chế bản thân. Tại sao chứ? Liệu anh ta có thể sống sót trước người chỉ huy nếu anh ta cứ tiếp tục kiềm chế không? Dường như trong trận chiến này, Lucky Clockman đang có một kế hoạch nào đó. Vì anh ấy đang kiềm chế sức mạnh của mình trước một người vô cùng mạnh mẽ là người đàn ông số 7. Trước đó Dom cũng tiết lộ trong phần 5, thì cuộc chiến này mới là tâm điểm chính. Còn phần 4 tâm điểm của nó chính là khu vực nơi các đặc vụ vẫn đang nỗ lực chiến đấu để cứu The Real Woman. Ngay đầu phân cảnh, chúng ta đã được chiêm ngưỡng khả năng chiến đấu cận chiến vô cùng đẹp mắt của Spectre Woman. Cầm trên tay hai thanh katana, cô ấy múa lượn linh hoạt trước mặt những tên CKBD khổng lồ. Khả năng linh hoạt là điểm mạnh vốn có của cô ấy, trong khi mấy tên CKBD này thì khá là chậm chạp, nên cô ấy đã có thể tiêu diệt chúng khá dễ chỉ với kiếm của mình. Còn ở một phía khác, Dr. Baker và Clanger đang phải đối đầu với một thứ cứng đầu hơn nhiều, đó chính là tên Billy, một kẻ cuồng bạo siêu trâu bò. Mặc dù hai người họ đã thay nhau tấn công vào hắn ta, cũng toàn là đòn hiểm không, thế nhưng hắn vẫn không hề hấn gì mấy cả. Nhưng nó cùng phần nào giúp họ kìm chân được tên điên này. Sau đó là cảnh mà chúng ta đã thấy một chút trong đoạn phim rò rỉ. Đó chính là lúc mà tên Julian tìm tới thanh niên The Human thông minh. Ngay khi hắn tiến tới, The Human bắt đầu sử dụng vũ khí của mình để khoan xuống đất. Ban đầu mình đã tưởng anh ấy làm vậy là để đào đường chạy trốn, nhưng không, đó là để anh ấy hấp thụ năng lượng, sau đó dùng nó để tấn công vào tên Julian. Tưởng như nó chỉ bắn ra những bụi cát hay những mảnh vụn mà anh ấy đã đào, nhưng không, nó thật sự đã chuyển hóa thành một tia laser bắn thẳng vào người tên Julian. Nhưng nó cũng không có quá mạnh mẽ như mình tưởng tượng, nó cũng chỉ để ngăn cản hắn một chút mà thôi. Nhưng dù sao nó cũng khiến anh chàng này thêm chút thú vị so với cái vẻ ngoài ngây ngô đấy. Trong lúc đó, một lưỡi dao được phóng tới từ The Human sát thủ, hắn đã dùng tay để đỡ nó mà không cần nhìn. Một trận quyết chiến giữa hai người họ bắt đầu bùng nổ. Mỗi khi mà sát thủ The Human chiến đấu, chắc chắn chúng ta sẽ luôn có những cảnh chiến đấu hấp dẫn. Anh ấy lao tới với những đòn tấn công linh hoạt. Trong lúc đó, tên Julian vừa né tránh vừa sử dụng hợp chất ảo giác. Nó ngay lập tức lại khiến The Human bị rơi vào thế giới ảo mà hắn tạo ra. Một thế giới ám ảnh với tộc The Human, đó là những nỗi sợ về Titan The Human khi nổi điên. Còn hai người họ thì chiến đấu trên một chiếc xe đang chạy rất nhanh. Cảnh này khá giống với lúc mà sát thủ The Human cũng chiến đấu trên những chiếc xe trong tập 31. The Human sát thủ có vẻ như bị tên Julian chèn ép liên tục. Hắn liên tục tấn công anh ấy, một cú đấm cực mạnh đã khiến The Human phải nhảy lên để né tránh. Nhưng nó cũng khiến anh ấy không thể né đòn tấn công tiếp theo từ tên Julian. Nó cũng khá mạnh khi khiến anh ấy bị bay khá xa. Những ảo ảnh tạo ra vô số các con tàu lớn lao về phía The Human sát thủ, nhưng anh ấy đã biết tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nên The Human biết tên Julian có thể xuất hiện và tấn công anh ấy bất ngờ. Anh ấy cầm trên tay thanh kiếm sẵn sàng chém hắn ngay khi xuất hiện. Tên Julian đã hiện thân ở phía trên cao tấn công bằng những tấm thép phát nổ. The Human vô cùng nhanh nhẹn đã né toàn bộ, rồi sau nó phản công ngược bằng một nhát chém sắc bén. Ngay lập tức một cánh tay của tên Julian đã bị chém rời, nhưng hắn ta vẫn vô cùng lì đòn. Mặc dù vừa bị chém mất một cánh tay, vậy mà hắn vẫn tỏ ra như không quan tâm và lao tới The Human sát thủ. The Human sát thủ đã phải dí đầu hắn vào con tàu đang chạy, nói chung chính là thiết bị đang giam giữ The Real Woman. Đòn tấn công đó cũng bất ngờ khiến chiếc lồng giam giữ cô ấy bị tắt. Ở phía khác,
TV Goldman còn đang bị tấn công dữ dội từ tên CKBD. Cô ấy phải sử dụng một tấm khiên để ngăn cản nó. May là cô ấy đã được cứu bởi đồng đội của mình và cũng phát hiện ra có thể cứu được The Goldman. Tên Billy cũng phát hiện ra TV Goldman, nhưng cô ấy đã cố gắng né hắn rồi tấn công bằng tia bàn hình để có thể tới được vị trí của The Goldman. Mặc dù cả hai đã xuất hiện trong liên minh khá lâu rồi, nhưng đây mới là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau, nên TV Goldman đã tỏ ra sự thân thiện của mình bằng hành động bắt tay, sau đó dịch chuyển cô ấy về căn cứ an toàn. Cuối cùng thì sau một thời gian vô cùng dài và với rất nhiều sự nỗ lực của các đặc vụ, The Goldman cuối cùng cũng đã được giải cứu thành công. Còn The Goldman thông minh sau khi thấy điều đó, anh ấy đã bắt đầu công cuộc đào bới của mình. Clock Woman ở một phía khác đang giúp The Lancer sửa lại trang phục bằng sức mạnh thời gian của mình. Còn tên Billy thì sau khi thấy tên Julian bị tấn trong một trận, hắn đã nổi điên nổi khùng lên và nói với các đặc vụ, hãy tránh xa khỏi anh ấy. Sau đó hắn đấm xuống đất tạo ra một sóng năng lượng hất văng các đặc vụ về sau. Nhưng The Goldman sát thủ thì vẫn có thể đứng một cách vững chắc trước thứ đó. Nhưng sau khi thực hiện đòn tấn công như vậy, hắn chỉ còn đủ sức để nói, Billy sẽ không để bạn bè mình chết, rồi kiệt sức quỳ xuống. Mặc dù trông hắn có vẻ hơi đần đần, nhưng mà hắn cũng biết bảo vệ đồng đội của hắn phết đấy chứ. Nhưng mà giờ hết sức rồi thì cũng chả làm được trò gì thêm. Còn tên Julian thì nói với các đặc vụ rằng, hắn sẽ nguyền rủa tất cả họ, họ đáng lẽ không nên sống, nhưng kẻ giết người vô tội. Và khá là bất ngờ khi TV Goldman đã lần đầu đứng ra tranh luận với chúng. Đây cũng là lần đầu cô ấy sử dụng ngôn ngữ con người để diễn đạt, mặc dù nó là giọng máy. Cô ấy đã nói rằng, người vô tội ư, đây là chiến tranh, chúng tôi đã mất cả một chủng tộc vì nó. Vậy mà Asasi chấp nhận nó như một hành động chiến tranh. Nhưng sau khi nghe những lời nói đó từ TV Goldman, tên Julian đã cười nhạo cô ấy và nói đó là một câu trả lời được mong đợi từ một con AI. Sau đó trách ngược lại cô ấy, người nghĩ chỉ cần tham gia vào một cuộc chiến thì người có quyền giết hại trẻ em sao? Nghe câu đó mà The Goldman thông minh đang đào còn phải ngoi lên hóng, hóng tí thôi lại quay lại đào tiếp, nhìn là thấy đào cũng được kha khá rồi đó. Còn TV Goldman sau khi nghe nói về việc giết hại trẻ em thì rất ngạc nhiên. Cô ấy nói rằng, trẻ em ư, anh đang nói cái gì vậy? Chúng tôi chưa bao giờ làm hại trẻ em cả. Trong lúc đang giải thích về hiểu lầm đó, thì The Goldman bất ngờ nhận được tín hiệu từ cây bút đặc biệt. Đây chính là thứ mà Siten đã đưa cho anh ấy ở tập 28 và nói nó sẽ cứu anh ấy. Chiếc bút cũng phát ra lời nói của nó. Nó đã nói rằng, những lời nói của tên Julian là nói dối. Anh ta đang câu thêm thời gian để đánh lạc hướng bạn. Tôi thậm chí sẽ không cố gắng thử nó, bất kể khi nào. Ngay sau khi lời nói kết thúc, cây bút đó đã được kích hoạt, một số lượng lớn bom hạt nhân được kích hoạt. Nhưng nhờ có Clock Woman sử dụng súng ngưng động nên đã ngăn chặn được nó trước khi phát nổ. Vậy là hành động này đã khiến họ nhận ra được sự phản bội bấy lâu nay là từ ai. Những thứ được tên Julian nói đều là những thứ Sipen đã giấu họ. Dự là sau lần lật mặt này, hắn sẽ chính thức đối đầu với liên minh. The Lancer cùng ra hiệu cho The Goldman sát thủ sử dụng của cầu dịch chuyển để đưa tất cả họ ra khỏi đây, bỏ lại tên Julian và Billy ở đây chịu trận. Khi các quả bom phát nổ thì căn cứ ở đây cũng bị phá hủy từ từ. Một cảnh cũng khá cảm xúc từ phía CKBD, khi mà chúng cũng cho thấy tinh thần động đội của chúng cũng rất cao. Tên Julian cố khuyên tên Billy hay chạy và cố tự cứu bản thân, nhưng hắn đã nói, Billy sẽ ở lại đây cùng với bạn của mình. Nhưng một cảnh tượng đặc biệt đã xảy ra, khi mọi thứ đang đổ vỡ tự nhiên dừng lại toàn bộ. Sau đó một người bí ẩn bước ra từ một chiều không gian khác. Và nó thực sự vô cùng bùng nổ khi đó lại chính là Dom Studion, đây chính là tạo hình nhân vật trên kênh của họ. Và sự xuất hiện này đã tạo ra sự tranh luận vô cùng bùng nổ. Đã có những câu hỏi được đặt ra là nhân vật này đại diện cho điều gì, anh ta tại sao lại xuất hiện ở đây và cứu hai tên CKBD? Tại sao anh ta lại có sức mạnh giống với tộc Clockman là ngừng thời gian? Giả thuyết đầu tiên mà mình tìm được, đó là nhân vật Dom chính là đại diện cho đặc vụ bí ẩn của vũ trụ này. Giống với đặc vụ bí ẩn ở vũ trụ của The Phúc Boom, thì anh ta cũng sở hữu những năng lực đặc biệt và thường có những hành động can thiệp vào vũ trụ này những lúc cần thiết. Và đây chính là lúc anh ấy xuất hiện, bắt đầu tham gia vào các thế lực hai bên giúp họ giải quyết mâu thuẫn để đối diện với mối nguy hiểm mới là phe thứ ba bí ẩn ngoài kia. Với sức mạnh giống với tộc Clockman, mình nghĩ anh ấy có thể là người sáng tạo ra mọi thứ, nên các năng lực của tất cả các tộc, Dom đều có thể sở hữu nó. Nên việc anh ấy có thể di chuyển qua các chiều không gian và ngừng thời gian là năng lực đặc biệt của anh ấy. Giả thuyết thứ hai, nhân vật Dom chính là ông trùm của phe thứ ba. Đây sẽ là lúc mà hắn đại diện phe thứ ba đổ bộ vào vũ trụ này. Nhưng việc hắn cứu hai tên CKBD hay không là chưa rõ. Nhưng nếu là cứu thì hắn không có lý do nào để cứu chúng cả. Vì kế hoạch của hắn là tạo dựng sự hiểu lầm giữa hai phe liên minh và CKBD. Nên việc để hai tên này bị vùi lấp trong đống đổ nát này là thứ hắn đang cần. Vì như vậy lại càng làm mọi thứ căng thẳng hơn giữa hai phe. Vậy nên mình nghĩ nếu mà nhân vật này là trùm của phe thứ ba thì chắc chắn hắn sẽ không cứu hai người họ. Vậy còn các bạn nghĩ sao về nhân vật Dom này? Hãy đưa ra các giả thuyết của bạn trong phần bình luận nhé. Phân tích của mình tới đây cũng đã hết. Đừng ngại tặng cho mình một like và một đăng ký kênh nếu bạn thấy phân tích của mình hay nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!